Ta-da, xin chào cả nhà lại đến với lại kênh Lê Cúc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món quen thuộc tại miền Trung nha. Nói chung là ẩm thực mọi miền, miền nào cũng có những cái món ăn đặc sản riêng rất là ngon ha. Thì món hôm nay mình chia sẻ với cả nhà đó chính là một đặc sản ở Bình Định ha. Rất là quen thuộc và rất là dễ làm, đó chính là món tré trộn. Thì tré thì thường là một đặc sản ở miền Trung, ở Huế cũng có nè, tré Huế. Còn của mình hôm nay á, thì mình sẽ dùng là tré Bình Định nha mọi người. Đó. Cách trộn thì cũng có rất là nhiều cách trộn nha, nhưng mà hôm nay mình sẽ trộn theo cách đơn giản nhất và dễ nhất, ai cũng có thể trộn được. Và sau đây là những nguyên liệu cần thiết chúng ta trộn món tré trộn ngày hôm nay nha. Đầu tiên á, trước khi mà mình trộn tré thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách mà pha nước mắm nha. Đó, ở đây mình có 2 muỗng đường. Mình đông bằng muỗng này nha. Mình có thêm một chút bột ngọt vô cho đậm đà. Mình sẽ pha là 2 đường, 2 nước, 1 nước mắm nha. 2 nước. Đây, nước mắm. Là mình khuấy đều lên. Mình cho qua đây một chút tỏi ha. Một chút ớt xay. Đó. Các bạn có thể làm nước mắm mặn cũng được nha, tùy theo sở thích thôi. Là tùy theo vùng miền nữa, mỗi miền thì nó có cái phần pha nước mắm khác nhau. Thì ở đây mình pha theo cái cách đơn giản để cho ai cũng có thể làm được ha. Rồi, mình để một bên cho phần nước mắm nó tan ha. Ngoài ra để ăn kèm với món tré trộn thì mình có thêm bánh đa. Còn thấy bánh đa nó bự ghê chưa? Ở đây một loại bánh đa nhỏ hơn tí. Đó. Bánh đa để ăn kèm với lại tré trộn. Trời, nó bự bằng cái mâm luôn mọi người ơi. Rồi, để thực hiện món tré trộn thì mình cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây. Thì đầu tiên chắc chắn không thể thiếu là tré rồi ha. Ngoài ra thì mình sẽ cần có thêm một số cái loại rau để mình trộn kèm. Ở đây mình có dưa leo nè ha, rau răm, ớt trái, các bạn thể cắt ớt vô nè, xoài, xoài xanh. Tắt để mình nặng tắt vô mọi người. Tắt để mình nặng lấy nước cốt ha, nước cốt tắt. Một vài cái lá ổi ha. Đó, lá ổi mình rửa sạch rồi nè. Để ăn kèm. Các bạn có thể cắt bỏ vô mình trộn chung cũng được. Thì cái lá ổi các bạn dùng lá ổi non thôi cho nó mềm ha. Lá ổi này nó cứng ha. Một số nơi thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ trộn với chả lụa nè, chả bò nè, rồi nem chua. Các loại chả người ta sẽ trộn vô cho nó phong phú, cho nó ngon á mọi người. Một số nơi thì còn có trộn với là trứng cút nữa. Nhìn như là bánh tráng trộn vậy ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách trộn nó đơn giản thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo được độ ngon của tré trộn nha mọi người. Rồi bây giờ mình hãy cùng nhau trộn tré nha. Ở đây mình có một cây chả thì mình bỏ vô luôn ha. Còn các bạn không có, các bạn cứ trộn bình thường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ băm xoài nha mọi người ơi. Các bạn có thể bào sợi ha. Ở đây mình băm xoài nó ngon. Ở đây mình có sẵn dưa leo ha, dưa leo thì mình dùng một cái. Mình cắt cái miếng nửa như thế này nè, ăn cho nó dễ. Đó, các bạn có thể dùng đồ bào này, mình bào cũng được nè. Đó. Bào sợi thì cũng nhanh.
Đó, bây giờ mình sẽ bầm tiếp nha. Ở đây thì mình thích cái trái nó xanh hơn một tí ha. Cái này thì nó hơi chín. Rồi bây giờ bước tiếp theo khá là quan trọng nha. Mình sẽ đập hộp mấy cái ché nha, coi bên trong nó ra sao. Mình thật sự đây là lần đầu tiên mình ăn ché nha. Một lớp rơm buộc chặt bên ngoài ha. Có một cái lớp lá ổi bên ngoài nè ha. Còn rơm nhiều ha. Ở đây thì mình dùng hai cây ké nha. Bóp ra. Đó, này bên trong nè ha. Ké bình định. Và lá ổi này cứng nè, nên là mình chỉ lấy phần thịt thôi. Đó, đây là phần ké nè. Heo, bì, thính là thịt. Đó. Mình bớt ra. Cứ thế trộn thôi ha. Tơi nó ra mọi người ha. Rồi dùng cho rau răm vô luôn. Các bạn thấy cái rau răm nhuyễn ha, hoặc là để nguyên lá thế này cũng được. Cái nào cũng ngon như nhau hết. Rồi bây giờ mình nặn tắt vô. Các bạn thể nặn từ 1 đến 2 cái ha. Tùy theo cái khẩu vị với lại cái sở thích của mình. Mình có mấy cục chả nè, mình cho vô luôn. Đó. Bạn nào không có chả, có xúc xích gì đó, nói chung là trong tủ lạnh có gì thì mình dùng cái đó cũng được ha. Nem chua nè đó. Thiên biến vạn hóa ha, có gì xài cái đó. Phía sau nhà mình thì có một cây ổi ha, thì mình sẽ dùng mấy cái lá ổi non nè. Ngon quá mọi người ơi. Thường thì tới bước này là chúng ta trộn xong rồi nè ha. Ở đây thì mình sẽ cho thêm cái nước mắm mình pha ban đầu, mọi người mình cho thêm vô, mình rưới vô. Có tỏi, có ớt luôn nè ha. Đó. Hấp dẫn nha.
Rồi, đó, cứ thế mình trộn lên thôi. Dưa leo nè, trộn đều lên. Bạn nào thích trứng cút nữa đó, mình cắt trứng cút, mình cắt đôi đó, mình trộn vô luôn. Rồi, vậy là mình đã chia sẻ với mọi người xong cách trộn tré rồi ha. Đó, các bạn thấy hấp dẫn vậy chưa? Đó, các bạn nhớ làm theo và đừng quên là cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Le Cooking. Đó, đối với món này thì các bạn có thể ăn kèm với bánh phồng tôm nè, hoặc là bánh đa, để mà mình xúc bánh, mình xúc cái phần tré trộn mà mình ăn ha. Bình thường á, khi mà mình trộn xong á, là ăn nguyên cái thau luôn là ngon rồi đó mọi người. Mình thì mình phải trang trí ha, bỏ ra cái dĩa cho nó đẹp. Hấp dẫn hay chưa? Rồi mình cắt thêm vài lát ớt lên trên nữa. Rồi vậy là với vài bước mình đã hoàn thành xong món. Rồi vậy là với vài bước mình đã hoàn thành xong món cá trộn rồi mọi người ha. Giờ mình sẽ ăn thử miếng nha. Ngon nha mọi người. Nói chung là với cái phần cá trộn này nè, nó có đủ mùi vị ha, chua, cay, ngọt, mặn, thơm. Nói chung là ăn ghiền nha. Ngon nha.